thì các bạn xem này, ui trời ơi, đây các bạn, vàng ươm luôn đó, hay đã không, thơm lắm bạn ơi. Thì cái cánh ở phía dưới này nó bị cháy mất tiêu rồi, do là nó hơi sát vì cái nước đó. Đây là gọi là muối muối hành các bạn, thì đảm bảo ok hai cả bạn ơi, chào mừng các bạn quay trở lại với mình. Thì mình là Lộc đây, hôm nay mình có làm ở đây một cái món gà, gà này gà vườn luôn. Lúc sáng mình có bắt á trong nhà của nội á, mình sẽ ướp và nướng. Cái này hôm nay mình sẽ nướng, ướp và nướng bằng cái lò các bạn, ướp nướng lò, cho nên mình để nguyên con luôn, nguyên con là tí hồi mình xiên qua mình bỏ vô lò mình quay luôn, chứ mình không có nướng than, tại vì mình nướng than cũng khá là nhiều lần rồi đó, nên là hôm nay mình sẽ nướng lò các bạn ha. Thì để mà nó gia vị nó vừa ăn á, nó ngon á, thì mình sẽ dùng hũ ướp nướng này đó, hũ ướp ướp thịt nước, nó chỉ đơn giản là chúng ta bỏ vào thôi, không cần phải nêm nếm thêm một cái bất cứ một cái gia vị gì hết bạn. Ok, thì để mình lấy một cái bao tay ha. Đây, bao tay. Đó. Rồi. Đó. Ok, con dê luôn. Hũ này nó không có mặn cho nên là mình cứ ướp vừa phải thôi, chứ cũng không cần thiết phải chính xác về bao nhiêu liều lượng bao nhiêu đó bạn, nó sẽ vừa phải, nó không quá mặn, nó cũng không quá ngọt đâu. Để mà nó ướp thêm cho nó ngon thêm á, thì mình sẽ bỏ vào đây một ít sả, thêm một ít sả, sả để cho nó thơm nữa. Còn cái này thì mình chỉ việc cắt đi thôi, cắt đi cho nó tí hồi quay cho nó thấm một xíu. Dao này thì hơi bén một tí. Đấy bạn, mình cắt sơ sơ thôi, cắt sơ sơ cho cái đùi. Đó. Dù thôi, là được rồi. Rồi, ok. Mình chắc thêm một tí này đi ha. Đâu trong. Rồi. Rồi, bây giờ lấy thêm một ít sả nữa. Chúng ta sẽ đi. Đây, vậy cho mình nha. Đây, mình sẽ lấy thêm một ít sả nữa ha. Các bạn thì sả là sả sau vườn luôn nha. Đây em nhổ cái bụi này cho nó to này. Sả thì cái lá thì để bỏ trong cái bột, còn cái củ thì mình để ra ngoài cho nó thơm. Chỉ cần tại vì mình quay á, cho nên là chỉ cần một vài củ thôi, không cần quá nhiều đâu. Ba củ thôi, chừng này một lá là được rồi. Đó. Rồi dùng cái lá này luôn ha. Mình rửa cái lá này luôn để tới hồi mình nhét vào trong cái bụng của đó. À, chúng ta đập băm ra cho thơm. Rồi, lại
Đây. Phần này thì chỉnh vào đó. Còn phần này thì mình sẽ băm ra ha. Để ướp ra ngoài. Cái này mình chỉ ướp thôi chứ còn lúc nướng thì mình sẽ không lấy, để khi mà bỏ vô lò quay á nó sẽ không bị cháy ha. Đó, thơm thôi. Cái này thì nhét vào trong bụng. Rồi mình sẽ cầm cái này, mình sẽ ướp cái này trong một tiếng đồng hồ sau ha, thì mình sẽ bỏ vô lò quay cho nó thấm hết. Lâu lâu mình sẽ trở đi trở lại một tí cho cái gia vị nó thấm vô đây. Để cho nó ngon hơn á thì mình sẽ dùng thêm một ít ớt bột. Đây, ớt bột ha. Đó. Ớt bột ha. Hết luôn rồi các bạn. Rồi các bạn thì giờ là mình tới cái công đoạn nước nãy giờ đó bạn, thì bây giờ mình sẽ quay ha. Quay thì mình để cái mình đang để cho cái lò nó nóng, lúc đó thì mình sẽ gắn cái con gà nó vô. Đầu đi vào đây. Rồi còn lại thì cũng ghi cái nữa. Các bạn thì mình set nó là ở cái nhiệt độ 190 độ và 30 phút. Nãy giờ mình quay được một tí rồi các bạn. Trong 30 phút thì sau 30 phút thì mình sẽ cho nó lên cái nhiệt độ cao hơn để cho nó ngon, nó giòn hơn. Còn lúc mới đầu thì sẽ để nhiệt độ thấp cho nó chín đều ở phía bên trong các bạn ha. Bây giờ trong lúc chờ đợi đang quay gà thì mình sẽ chuyển qua mình làm muối. Mình làm muối mà muối hành các bạn. Các bạn cùng theo dõi luôn ha. Các bạn thì bây giờ mình sẽ làm muối. Thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị hành. Hành này thì sắc lát hả các bạn ha. Hành này thì mình sắc lát. Vì cái muối hành này á, để mà cái hành nó không bị hăng á, thì mình cứ sắc trước xong rồi tí mình sẽ
bỏ ra để nặng chanh rồi vô nữa thì nó sẽ không bị hăng ha, không bị hôi. Tùy mọi người thôi, nào thích ăn to thì xắt to, còn một người nào thích ăn nhỏ thì mình xắt nhỏ ha. Để chỉ cho các bạn làm muối hành, muối bí kíp gia truyền. To như vậy thì nó cũng nhanh thôi. Rồi vậy, cái này mình không giả nha, mình chỉ để vậy thôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ làm muối. Để làm muối thì đầu tiên là cần phải có muối ha, muối muối nè, cái bột ngọt, cái bột ngọt thôi, mình không ăn bột ngọt nhiều ha, cái bột ngọt. Tiếp theo là đường. Thì đường á thì mình bỏ gấp đôi lượng muối nha, để cho nó không có bị mặn á, tại vì cái này là mình làm kiểu nước chấm, nhưng mà kiểu nước chấm ngọt các bạn, nó sẽ không bị chua ngọt, cho nên nó sẽ không, nó cần đường nó nhiều hơn muối, chứ không mà nếu mà muối nó nhiều thì nó quá mặn á, không có chống quẹt được, chấm hết được. Rồi tiếp theo thì ớt. Đây. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười cái ớt. Đấy bạn, thì khoảng tầm 10 trái. 11 trái. Chỉ cần giả lên thôi là chúng ta đã có giả lên, xong rồi nặng chanh nữa, xong rồi tới hồi mình ăn thì mình sẽ bỏ hành vô. Ok các bạn, đây thì mình đã tăng nhiệt độ lên 230 và mình đã để thêm hồi nãy nửa tiếng, bây giờ thành là một tiếng nữa bạn, một tiếng hơn nữa bạn. Các bạn xem nè, ui trời ơi, đây bạn, vàng ươm luôn đó, hay đã không, thơm lắm bạn ơi. Thì cái cánh ở phía dưới này nó bị cháy mất tiêu rồi, do là nó hơi sát, còn những cái kia thì nó không có bị sao, nhưng mà mình nghĩ thì nó vẫn ok thôi, tại vì nó sẽ cho mình cắt kìa. Wow. Đó. Cho mình cắt đó, cắt là nó nứt ra đó các bạn. Rồi ok, mình sẽ đậy lại và mình sẽ cho nó thêm 20 phút nữa đi. Chưa chín ngon. Ok các bạn, thì do là cái thời tiết nó đang mưa, sau một tiếng đồng hồ mình quay. Ở đâu? Một tiếng rưỡi chứ. Sau một tiếng rưỡi mình quay thì nó cũng đã chín rồi các bạn. Đây. Vàng ươm luôn. Cánh bơi, nước nóng ấy con. Dạ. Nóng không? Đây bạn. Quá ngon, quá thơm luôn, thơm mùi xả cực kỳ. Đây. Đây bạn. Để mình thử xem thử nó chín chưa nha.
khá to á, ức ra này, ức ra này. Đây. Chín rồi, chín rồi. Sao quá. Qua. À, mình bắt đầu gửi nha. Mình thử luôn một phát rồi. Là miếng da. Ba. Thơm. Giòn. Vừa nóng. Vừa phải. Hai đứa nhỏ đang rất thèm. Rồi, thổi thổi nha, thổi 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 thổi. Các bạn thì đây cái muối mà mình làm thì bây giờ mình sẽ cho hết hành vào. Đó, mình cho hành vào nha. Hành vào, nhiều hành càng tốt. Thì bạn ăn nhiều thì lấy nhiều ha, ăn ít thì lấy ít. Nhưng mà đó, rồi sau đó các bạn trộn lên. Trộn. Bạn trộn lên như thế này này. Đó, trộn lên trước các bạn ha. Chanh thì đã hái bắt rồi, hái. Tại vì cái nãy thì nó hơi bị ít chanh đó. Cái này là chanh vườn luôn, mình sẽ đây, chanh lăng thế này. Bạn này nhiều nhiều chanh lên một tí ha. Tí nữa mình chấm này nó sẽ rút đi cái nước đó. Đây là gọi là muối muối hành các bạn. Thì đảm bảo là cái hành nó không hôi ha. Nó rất là ngon, nước là chủ yếu là nước chanh thôi. Cho nên là nó rất là kích thích vị giác luôn. Các bạn thì đây, muối gắc hành đã xong rồi ha. Rồi bây giờ sẽ đến là dưa leo kèm đậu sống và mình sẽ ăn thử. Sẽ ăn thử cái này, sẽ ăn thử coi nó ngon như thế nào ha. Tại vì gà đây là gà nhà luôn, gà nhà đó các bạn. Đây mình sẽ thử đây. Ăn gì à, dai quá. Gà nhà trên dai. Xin chào các bạn nha.
Hôm nay thì gia đình mình có gửi các bạn món gà nướng chấm với lại muối hành. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi quay thì chúng ta đã có thành quả. Thì cũng mời các bạn mình dùng thử. Các bạn có thấy là gia vị đang được ẩm ướt rồi nè, và hơi vẫn còn bốc lên nè. Thì mình chấm thử một cái muối hành nha. Lưu ý các bạn nha, tuy chấm á, các bạn cần múc thêm khoảng 1-2 lát hành với tí ớt. Đó. Chúng ta ăn vào rất thơm. Và kèm theo đó là các bạn sẽ làm thêm một tí rau, một tí dưa leo. Rồi, tuyệt vời. Hy vọng các bạn có một bữa ăn ngon miệng. Tiếp theo mời các bạn dùng món gà này với gia đình. Cháu nói là nãy giờ thèm lắm rồi. Rồi. Nha. Hai tay con, cái hai tay con cho nó. Nó khỏi cái. Thế. Đây bạn, cái này cắt nhỏ ra để cho bà cố các bạn. Nhà mình có một có bà nội á, bà nội là 100+ tuổi rồi. Đây này. Này ơi. Đây nè, thịt gà nè. Thịt gà nướng á, gà con nướng á. Bỏ chào nó đi rồi ăn cơ, để lấy đũa nghe. Được không mà lấy muỗng? Ngon không Như? Ngon. Dạ ngon chứ Như. Dạ ngon. Ngon sao? Cay không? Ướt quá trời kìa. Mẹ con xé cái da ra. Chú cái này tắm nè. Con đậu qua đây nè, con ngồi đây nè. Thank you.